Ta vẫn luôn cố nghĩ ra các cách để trục vớt nó lên. Thế nhưng điều này dần trở nên bất khả thi. Daniel Stone, giáo sư khoa học và chính sách, những người khác mặc áo phao có thể đã bị dòng nước cuốn ra xa địa điểm này trong khi những người còn lại chìm theo con tàu. Chính phủ Mỹ và Anh đã đồng ý coi xác tàu đắm là nơi tưởng niệm. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ công nhận địa điểm xác tàu Titanic là một đài tưởng niệm hàng hải và con tàu sẽ được bảo tồn chứ không được trục vớt. Năm 2020, RMS Titanic Inc., công ty sở hữu quyền cứu hộ con tàu, đã lên kế hoạch lấy lại chiếc đài radio cấp cứu bên trong con tàu. Kế hoạch này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về việc đoàn thám hiểm có thể động đến hài cốt của những nạn nhân xấu số còn nằm lại cùng với con tàu. Đối với một số người, xác tàu đắm là dấu tích của một thảm kịch. Nhiều người là con cháu của các nạn nhân coi đây là mộ của những người đã mất. Xác tàu đang xuống cấp. Tàu Titanic được chế tạo từ hàng nghìn tấm thép và 2 triệu đinh tán bằng thép, sắt rèn. Nhà sinh vật học vi sinh vật Lori Johnston nói với USA Today rằng Halomonas titanicae, vi khuẩn được đặt tên theo con tàu, đang liên tục ăn sắt và sun phua trên tàu. Khi vi khuẩn ăn sắt của tàu, chúng tiết ra cái gọi là rỉ sét bao phủ lấy con tàu. Các dòng hải lưu và sự ăn mòn của muối cũng gây ra thiệt hại theo thời gian. Mức độ xuống cấp của con tàu có thể thấy rõ khi so sánh những hình ảnh năm 1996 và 2019. Chi phí trục vớt rất lớn. Những người hâm mộ Titanic vẫn luôn nghĩ đến những cách để trục vớt con tàu từ năm 1914 đến nay. Khi kỹ sư Charlie Smith nghĩ ra kế hoạch gắn dây cáp điện tử vào thân tàu và nâng lên bằng động cơ hơi nước cùng dây tời. Vào thời điểm đó, ông ước tính chi phí có thể lên tới 1,5 triệu đô la Mỹ, tương đương với 45 triệu đô la Mỹ hiện nay. Năm 2013, tàu du lịch Costa Concordia bị chìm, chi phí trục vớt nó khi đó là 800 triệu đô la Mỹ, mà nó mới chỉ bị chìm một phần. Tàu Titanic chìm sâu toàn bộ dưới đáy biển nên việc trục vớt sẽ phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều. Theo IFL Science, một câu hỏi được đặt ra là vì sao tàu Titanic không phát nổ khi tai nạn xảy đến khiến con tàu chìm xuống đáy biển. Một vụ nổ là nơi các vật thể tự sụp đổ, là kết quả của sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài. Khi một con tàu lặn ở sâu dưới đại dương, nó chịu lực tác dụng lên bề mặt do áp lực nước. Khi lực này trở nên lớn hơn lực mà thân tàu có thể chịu được, con tàu sẽ nổ tung dữ dội. Vào rạng sáng ngày 15 tháng 4 năm 1912, thảm kịch đã xảy đến với con tàu du lịch Titanic nổi tiếng của Anh. Và cho đến nay, nó vẫn được nhắc đến là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất. Xác tàu Titanic được tìm thấy một cách khá tình cờ vào năm 1985. Các nhà nghiên cứu hiện đã phát hiện ra rằng con tàu đang xuống cấp khá nhanh sau hàng chục năm dưới biển. Ước tính nó chỉ tồn tại khoảng 20 đến 30 năm nữa trước khi biến mất hoàn toàn. Tại sao xác tàu lại có nguy cơ bị biến mất như vậy? Xác tàu Titanic nằm dưới đáy biển ở độ sâu gần 4.000 mét. Với nhiều nguồn báo cáo về các vết nứt và nhiều hư hại khác, hầu hết mọi người hiện nay ước tính rằng xác tàu sẽ biến mất trong khoảng 15 đến 20 năm, nhiều nhất là 30 năm. Chúng rất thích sắt và lấy năng lượng từ rỉ sắt, đó là lý do chính khiến chúng gây ảnh hưởng lớn đến xác tàu Titanic. Độ sâu của đại dương thường khiến hầu hết các vi khuẩn khó sống sót do nồng độ muối cao. Tuy nhiên, Halomonas titanicae có cơ chế riêng để vượt qua điều đó. Những vi khuẩn này gây ra mối đe dọa không chỉ đối với xác tàu Titanic mà còn đối với các cấu trúc kim loại khác trong đại dương, chẳng hạn như giàn khoan dầu.